Phật Pháp ứng dụng. Bài đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cần Thơ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Cần Thơ, và xin thành kính tri ân Thượng tọa Thích Minh Thông và ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử là những tín chúng hiện diện trong hội trường hôm nay được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở về ở Cần Thơ để thăm viếng và chia sẻ Phật pháp với các vị. Tôi là người dân miền Tây, mà thông thường ta nói là lá rụng thì sao, lá này lá mũ nên lâu rụng quá.
lá nó lâu lâu nó thay lá một lần, nhưng ngạt lá này bằng mũ cho nên nó lâu quá nó mới thay. Lâu quá về đây các vị có còn nhớ tôi không? Hả? À, ai trong đây còn nhớ đâu, đưa tay lên nghe. Ôi, A Di Đà Phật chân thành cảm ơn các vị. Cũng là một may mắn chứ lâu rồi về các vị quên hết cũng buồn lắm à. Xin thưa các vị, thì tôi biết ở đây thường khi các vị cũng đã từng học Phật Pháp với các chư tôn hòa thượng, với quý thầy để chia sẻ. Và tôi nghĩ rằng những gì mà quý thầy đã dạy cho các vị đó thì các vị cũng đã đủ làm tư lương trên con đường tu tập rồi. Quá chăng thì tôi về đây giống như là thêm cỏ thêm hoa vào trong thơ vậy thôi, chứ căn bản là Phật học nó là như vậy. Chúng ta nghe 100 thời pháp cũng vậy, mà chúng ta không có ứng dụng thực hành thì có nghe 100 bài, 1000 bài cũng thế thôi. Cho nên vừa rồi tôi có giảng cái bài là Phật tử nên thực hành giáo pháp. Đây là cái bài giảng tại khóa tu ở tại tu viện Tường Vân. Bởi vì tôi thấy các Phật tử chúng ta là những người theo học Phật Pháp rất lâu, nhưng chúng ta vẫn đau khổ, hoàn cảnh chúng ta vẫn bức ngặt và chúng ta vẫn phiền lụy. Thì tôi cho một dấu hỏi trong đầu, tại sao là như vậy? Có những Phật tử rất thành tâm, tu hành rất miên mật, và chúng ta thấy sự nỗ lực của người đó chúng ta đáng ngưỡng mộ, nhưng sao chúng ta thấy họ vẫn khổ đau? Cho nên ở đây trong cái bài giảng đó, tôi muốn gửi gắm đến tất cả các vị là khuyên các vị nên thực hành giáo pháp. Giống như bây giờ tôi nói là ăn đường là ngọt, các vị có nghe không? Nghe. Nhưng mà các vị biết ngọt không? Cảm nhận được ngọt không? Bây giờ tôi nói từ đây tới sáng ăn đường là ngọt nha các vị. Từ đây tới sáng các vị có cảm nhận được ngọt không? Như vậy cái này là cái quan trọng. Các vị có thể thuộc lòng những câu như thế. Các vị biết đường là ngọt và nghe tôi nói bên tai đường là ngọt. Từ đây tới sáng, thậm chí tôi nói một năm sau, các vị biết ngọt không? Không, đây là điều quan trọng. Vì vậy cho nên giáo pháp chúng ta học nhiều mà chúng ta không ứng dụng thực hành thì nó cũng giống như chúng ta nói đường là ngọt vậy đó. Nói mãi mà chúng ta không có ngọt gì cả. Như vậy giáo pháp là giải thoát, là an lạc, là đem đến hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng tất cả các vị chưa bao giờ ứng dụng cho bản thân mình thì làm sao các vị có thể an lạc, làm sao các vị giải thoát? Cho các vị đi chùa 30 năm, cho các vị nghe 1000 thời pháp, nhưng mà các vị chưa bao giờ ứng dụng thì cũng thế thôi. Cũng lận đận, cũng khổ đau, cũng phiền lị, cũng phiền não, cũng than van, cũng trách móc trời đất, tất cả mọi thứ, cũng lăn lộn như bao nhiêu những chúng sinh khác chưa bao giờ từng biết Phật Pháp ở xung quanh chúng ta, cũng giống nhau như vậy thôi. Và vì vậy hôm nay tôi chia sẻ với các vị một vấn đề mà tôi cảm thấy rằng trong thời gian qua chúng ta cũng có nhiều cái vất vả về đời sống kinh tế, về sự phát triển của xã hội mà đem đến sự rối loạn cho tự thân, mất ổn định trong tâm hồn. Và chúng ta có những người phải ngã quỵ trên những cái cuộc sống, những thương trường và nhiều thứ chúng ta không đứng dậy và không vượt qua nổi. Và muốn chia sẻ với tất cả các vị trong một vấn đề này để góp thêm cho các vị một chút tư lương, nghị lực sống, và nhất là người Phật tử chúng ta vận dụng lời dạy của Đức Phật để ứng dụng, để chúng ta có thể vượt qua những thử thách khó khăn đó. Thì bài giảng hôm nay tôi đến với tất cả các vị để chia sẻ, đó là bài giảng Vượt qua chính mình. A Di Đà Phật. Các vị có cảm nhận được bài giảng này là gì không? Vượt qua chính mình là gì? Là sao? Ừ? Tức là mình nhảy qua bản thân mình đó hả? Vượt qua mình có nghĩa là mình nhảy qua bản thân mình đó, đúng không? Xin thưa các vị, cái từ vượt qua chính mình các vị phải hiểu nó là như vậy. Tức là những mặt hạn chế của bản thân chúng ta mà chúng ta có thể khắc phục được để vượt qua được những mặt hạn chế đó, người ta gọi là vượt qua chính mình. Ví dụ bây giờ chúng ta sợ ma, mà chúng ta có cái cách để khắc phục để chúng ta không sợ ma, để chúng ta đi ngang con đường đó, hoặc là thậm chí chúng ta ngủ nhà một mình chúng ta sợ ma, mà bây giờ chúng ta có cách để khắc phục. Ví dụ trì chú hay niệm Phật, mình nghĩ là cho ma nó sợ, cho nên là khi mình làm như vậy rồi đó, mình cảm thấy không sợ ma nữa,
thì cái cách khắc phục những mặt hạn chế đó, cái đó gọi là vượt qua chính mình. Tức là lúc đó chúng ta vượt qua với cái chính sợ hãi về sợ ma của mình. Như vậy trong cuộc sống này, những cái gì mà làm hạn chế chúng ta, những rào cản mà chúng ta không đủ lực để vượt qua được, thì chúng ta có cách để chúng ta khắc phục, giải quyết những cái mặt hạn chế, những rào cản đó. Cái đó gọi là vượt qua chính mình. Ví dụ bây giờ vừa rồi tôi thấy là Việt Nam chúng ta có tổ chức cái chuyện mà gọi là thi để mà tuyển những phi hành gia. Các vị đọc báo ở Cần Thơ hình như cũng có tổ chức đúng không? Và ai có nguyện vọng muốn trở thành những phi hành gia để đi vào vũ trụ, để học theo Phạm Tuân ngày xưa chẳng hạn, thì tất cả các vị có quyền bước vào đó. Nhưng mà không có nghĩa là bước vào đó để có thể là chúng ta trở thành phi hành gia, mà lúc đó người ta thử đi cái lòng can đảm và cái các vị có thể vượt qua được những mặt giới hạn của tự thân, về sợ hãi, về này kia kia nọ của bản thân hay không. Tức là cái đó người ta muốn trắc nghiệm về tự thân của các vị trước. Nếu các vị đủ sức để vượt qua những rào cản của chính mình, những mặt hạn chế của chính bản thân mình, thì mình sẽ được tuyển vào trong cái trường để gọi là đào tạo chuyên ngành cho phi hành gia. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái vượt qua đó gọi là vượt qua chính mình đó. Ví dụ bây giờ các vị học từ lớp 5 đến lớp 6, hay là từ các lớp mà muốn qua một lớp khác, chúng ta phải làm gì? Phải làm gì? Thi, phải không? Mà thi rồi phải sao nữa? Thi thì sao? Thi đậu mới qua được, còn thi rớt không qua được, phải không? Như tôi thì thi rớt ngày xưa lộp đọp đâu qua được, học cái lớp 7 mà nó vòng tới vòng lui hoài. Tức là muốn được qua lớp khác là chúng ta phải thi. Nhưng mà đối với học sinh giỏi, kỳ thi là một cái gì đó háo hức và một tia hy vọng rất lớn đó những người học sinh giỏi. Nhưng mà cái đó là một thử thách, là một chướng nạn, là một cái điều khó khăn đối với những học sinh bùi kiệm, có phải không? Tức là ngày xưa mà đối với tôi không biết các vị thì sao, bây giờ giới trẻ học rất giỏi, nhưng bản thân tôi ngày xưa tới kỳ thi là tôi sợ lắm. Tôi lên tôi lại Phật, tôi cầu nguyện này kia kia nọ ghê gớm lắm, nhưng mà rớt vẫn rớt. Tại mình học dở mình rớt. Như vậy thì ở đây chúng ta nhớ kỹ rằng là những cái gì muốn vượt qua, muốn đạt đến thành công, muốn đạt được ước mơ, phải có những rào cản của nó. Hoặc thậm chí chúng ta có thể thất bại nhiều lần nữa. Có những người thi đại học rất là nhiều lần rớt, chứ không phải là thi một lần là đậu đâu. Thi nhiều lần rớt, nhưng bằng bản lĩnh, bằng ý chí và bằng niềm tin, thi nhiều lần rốt cùng rồi cũng đậu. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy rằng không phải một người tự thân họ có thể được thành công, nên danh nên phận, có cuộc sống ổn định tốt đẹp, mà tất cả mọi thứ người ta phải nỗ lực như thế nào. Cho nên người ta có nói một câu danh ngôn là không có con đường nào đến thành công mà không có dấu chân thất bại. Các vị nên nhớ là như vậy. Quan trọng nhất mỗi lần thất bại, chúng ta có đứng lên được để đi tiếp tục hay không, đây là tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Có những người một lần thất bại là bỏ luôn, có những người một lần thất bại là không đứng lên được, có một người một lần thất bại là trốn chui trốn nhủi. Như vậy ở đây chúng ta xác định điều gì? Cái sự kiên nhẫn, cái nghị lực và sự tinh tấn của những người đó dường như nó còn những cái giới hạn nào đó. Có những con người cứ nghĩ mở mắt ra trong cuộc đời bước chân đi là phải thành công, lúc nào cũng phải thành công, quá chủ quan như vậy, cho nên những sự khó khăn, những mặt hạn chế và những khi không thành công, tự nhiên sao? Tự nhiên con người đó không có đứng lên được. Chứ là chúng ta quá chủ quan. Cho nên ở đây chưa bao giờ vượt qua được chính mình thì vô cùng khó. Từ cái việc xã hội cho đến vấn đề tu tập cũng thế. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, trên vấn đề tu học, có những khi chúng ta làm việc thiện, có những khi chúng ta cần làm điều tốt, nhưng mà chúng ta không vượt qua được rào cản của dư luận, của ích kỷ, của đố kỵ, của ganh tị, của tất cả những mặt hạn chế về tự ái. Vì vậy cho nên cơ hội và làm thiện của chúng ta bị đóng cửa. Có những người không vượt qua được những cái đó, những cái rào cản của sự thị phi nè. Nhiều khi chúng ta không vượt qua được những cái sự thử thách của lòng kiên nhẫn, nhiều khi không vượt qua được những cái
việc lòng ích kỷ của mình, vì liếng tiếc, vì tự ái, thậm chí vì chỉ trích cái gì đó, là chúng ta sẽ nhục chí. Và vì vậy có những người thay vì muốn làm thiện nhưng cuối cùng cũng không thực hiện được cái nguyện vọng làm thiện của mình. Có những người đi chùa cũng vậy, đi chùa học tu nhưng mà gặp những phải những cái hoàn cảnh nó trớ trêu, đến đó không gặp những bạn tốt, thậm chí gặp những vị thầy không đủ duyên, cái tự nhiên có những suy nghĩ thối tâm, và như vậy nó thôi tôi đi chùa mà như vậy thôi tôi không đi nữa. Tức là những cái đó chúng ta không vượt qua được chính mình. Đi làm từ thiện, đến đó người ta có những càm ràm gì đó, hay là người ta có những lời nói khó nghe gì đó, chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta cuối cùng rồi chúng ta bỏ đi cái hành động làm thiện của mình, thay vì cơ hội để mình tạo ra phước báo, mà vì vậy chúng ta bỏ trôi luôn, cuối cùng chúng ta mất cơ hội làm phước báo cho bản thân mình. Rồi một số người vì lòng nhát nhúa, không đủ bản lĩnh, hay khiếp đảm, hay sợ hãi, không có niềm tin về bản thân, cho nên cái gì cũng do dự cả. Gặp cái gì thay vì ta khuyến khích nên làm này kia kia nọ, mà chúng ta trong lòng cứ do dự, không biết mình có đủ sức làm vậy không, không biết mình làm vậy có ai tiếp xúc không, không biết làm này thành công không, hay là làm này không biết có ai làm giống mình rồi cạnh tranh, không biết mình có cạnh tranh lại hay không. Tức là tối ngày cứ nghĩ ra như vậy, cuối cùng chả ra cái quái gì cả. Như vậy thì ở đây vì những suy nghĩ, những cái mặt hạn chế đó mà chúng ta có sự khác biệt nhau về bản thân, môi trường sống và điều kiện của chúng ta nó khác biệt nhau. Nhìn ở cả thành phố Cần Thơ này thôi, có hoàn cảnh ai giống ai không? Có con người nào giống con người nào không? Tất cả mỗi chúng ta, một thân phận, mỗi hoàn cảnh, địa vị, phương tiện gì đó, tất cả chúng ta đều khác nhau ở chỗ tùy suy nghĩ, phước báo hay là cái cá tính riêng của mọi người mà nó có biểu hiện những đời sống, những cái hoàn cảnh khác nhau. Có những người do hoàn cảnh đó, khó khăn đó, người ta trở nên có cơ hội để người ta làm giàu. Những người có nhiều khi gặp những hoàn cảnh khó khăn đó, người ta có cơ hội để trở nên người hùng. Hay là những cái hoàn cảnh khó khăn đó, người ta sẽ thành đạt. Nhưng mà có những người hoàn cảnh khó khăn, người ta thất bại. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cổ nhân từng nói có một câu là cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo mà là vực thẳm của người yếu đuối. Như vậy cùng một hoàn cảnh nhưng mà có người thành công, có người thất bại, và có người lại ở một mức độ nào đó. Ví dụ cùng một cuộc thi nhưng mà có kẻ đậu, người rớt. Cùng là làm kinh tế nhưng có người thành công, có người thất bại, và nhiều thứ khác chúng ta cứ diễn dịch ra. Như vậy cùng là một thời suy thoái kinh tế, nhưng có những người họ cũng gặp những hoàn cảnh khó đó rồi họ vượt qua. Nhưng mà cũng là một thời suy thoái kinh tế, có người lại tự giận chết đi. Và cũng là một thời suy thoái kinh tế, có người bỏ xứ đi luôn. Tất cả những cái này do cái gì? Như vậy suy thoái kinh tế thì ai cũng gặp, nhưng mà tại sao những người này về người kia khác? Có phải người kia khôn hơn mình dại hơn hay không? Cái này chúng ta có nhiều cái điều để đặt ra. Trong đó cái phước báo là điều quyết định, nhưng bên cạnh đó nghị lực của một con người, niềm tin, hy vọng và cái sự mãnh liệt của mỗi con người, nó là một trong những nhân tố quan trọng để giúp người đó vượt qua những thử thách này. Xin thưa các vị, một người bệnh nếu chúng ta có suy nghĩ tiêu cực, bác sĩ khó bề mà trị chúng ta. Nhất là những người bị ung thư chẳng hạn. Một người ung thư mà lạc quan, cái khả năng khống chế được bệnh ung thư hoặc là vượt qua được bệnh ung thư rất dễ. Nhưng mà một người bi quan thì bác sĩ rất khó để giúp người này kiềm chế được bệnh. Có những người cứ rên la, cứ sợ hãi, cứ sợ chết. Chết dĩ nhiên nó phải chết, bệnh dĩ nhiên nó phải đau, nhưng mà chúng ta cứ lấy cái đó để chúng ta khủng hoảng, lo lắng và sợ hãi. Chính cái tinh thần chúng ta suy sụp làm hại bác sĩ rất khó giúp chúng ta để vượt qua. Nhưng mà có những người can đảm, chết thì chết, quy luật trên cuộc đời, sanh tử là cái chuyện thường, ai cũng vậy, không chết hôm nay chết ngày mai. Bây giờ sống được ngày nào cứ là tự do tự tại, vui vẻ và hạnh phúc với ngày đó. Nếu những người có bản lĩnh này, bác sĩ rất dễ giúp người này vượt qua được những cái cơn bệnh, hoặc thậm chí người này có thể khắc phục được cơn bệnh, có thể lành bệnh luôn. Cái điều này là như một sự thật trên cuộc đời, chứ không có nói chuyện mơ hồ. Cho nên ở đây khi mà người bệnh mà người ta cầu nguyện có những điều kiện giúp người ta vượt qua, sự thật cái giá trị cầu nguyện giúp người ta tăng thêm niềm tin về sự hết bệnh, và vì vậy cái hy vọng để vượt qua được bệnh người ta lớn, và người ta có cái ý nghĩ lạc quan hơn,
là cầu nguyện cũng một trong những cái xúc tác để giúp con người ta có bản lĩnh và nghị lực, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhiều khi chúng ta nghĩ Phật độ thế này thế kia thì chuyện Phật độ là chuyện của Phật, nhưng bản thân chúng ta phải có những suy nghĩ lạc quan và tích cực của chính bản thân chúng ta. Vì vậy ở đây cảnh khó là nấc thang cho bà Canh Tài. Các vị có thấy ở trên cuộc đời này, cái thế giới này, có một danh nhân nào, có một người vĩ đại nào, có một triết gia nào, có một anh hùng nào mà có mặt vào những thời bình đâu? Tất cả những cái việc bây giờ nhìn lại Việt Nam, nếu không có biến cố lịch sử Việt Nam thì làm gì có những anh hùng mà nổi tiếng ở Việt Nam? Từ thời quá khứ lịch sử tới hôm nay, những anh hùng mà chúng ta học trong lịch sử để gian danh trên thế giới, thì tất cả những vị đó do biến cố lịch sử nó mới có mặt những anh hùng. Còn những kẻ hèn nhát và yếu đuối, làm gì có những gương anh hùng trong những thời buổi như vậy? Ví dụ một đất nước Ấn Độ rối loạn như thế mới có những bậc vĩ nhân như Đức Phật. Và những thời cận đại là những giai đoạn nô lệ cho những người Anh, mới có những con người vĩ đại như là Thánh Gandhi. Và trong nhiều trường hợp khác trong cuộc đời, nếu cuộc đời bình thường vậy thì không có những vĩ nhân trên cuộc đời. Vì vậy các vị thấy là những vĩ nhân, những anh hùng hay là những triết gia, tất cả đều có mặt trong những hoàn cảnh khó khăn cả. Vì vậy nếu một người có bản lĩnh, biết tận dụng cơ hội những cái thời buổi khó khăn, thì tất cả những con người đó sẽ trở thành người hùng. Thì những hoàn cảnh khó khăn, nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội, chúng ta cũng có thể thành công. Cho nên trong cùng một hoàn cảnh khó khăn như nhau, nhưng có những người thành công, nhưng có những người thất bại. Vì vậy đừng đổ thừa hoàn cảnh. Nếu do hoàn cảnh thì ai cũng thất bại giống như nhau. Như tại sao có người thành, có người bại? Ở đây là những dấu hỏi cho tất cả chúng ta. Như vậy nó cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo. Tức là những cái quá trình khó khăn đó, nó tích lũy được cho những người hiểu biết khôn khéo, học được kinh nghiệm đó. Có thể do cái thất bại đó mà người ta học được kinh nghiệm đó, để người ta làm nền tảng cho sự thành công trong ngày mai. Người ta lấy được những hoàn cảnh đó, người ta hiểu được, người ta thậm chí người ta thí nghiệm, người ta nghiên cứu những cái trường hợp như vậy, để có thể người ta làm được những cái việc đặc biệt khác. Nhất là những cái nhà khoa học, những nhà chế tạo ra thuốc, hay là những người nghiên cứu về vi trùng học chẳng hạn. Tất cả những người này vì những cái hoàn cảnh khó khăn của bệnh dịch tật, tất cả mọi thứ, người ta lấy đó làm kinh nghiệm để người ta giải quyết một vấn đề ngàn sao. Đây là các vị phải để ý. Nhưng mà trái lại, nó là dược thẩm của người yếu đuối. Tức là những hoàn cảnh đó, những người yếu đuối cảm thấy chán nản, cảm thấy buồn bực, thậm chí có thể bỏ vô chùa tu, có không? Chán đời quá vô chùa tu. Rồi á, có những người buông trôi cuộc đời, và thậm chí có những người chán chường đến độ không còn lối thoát thì tự giận chết đi. Cái này đáng tiếc. Giá trị của kiếp người, mình không có nhìn được thẩm thấu hai mặt của cuộc đời, mà cứ tối ngày nhìn một mặt của một đồng tiền, thành ra không thể xài được trọn một đồng tiền. Đó là rất tiếc cho chúng ta có mặt trên cuộc đời. Tôi nhớ ngày xưa có một câu chuyện được kể như thế này. Có một đứa con gái, cô làm ăn thất bại mãi, hoặc là gặp những cái cuộc sống trớ trêu, cho nên cô ta cứ càm ràm, cứ than thân, cứ trách phận, cứ về buồn bã, và thậm chí có những lúc muốn buông trôi. Người cha thấy đứa con cứ buồn bực, cứ chán nản, cứ than hoài, thì hôm đó người cha mới nấu ba cái nồi nước sôi, và lần lượt người cha mới kêu đứa con gái lại. Người cha mới để ba cái vật để chuẩn bị bỏ vào. Vật thứ nhất là củ cà rốt, cái vật thứ hai là trứng gà, và cái vật thứ ba là cà phê được xay nhuyễn. Thì đứa con gái không hiểu cha mình tính làm cái gì. Nhưng mà khi người cha đun nước sôi lên rồi, cha mới bảo con này, con hãy bỏ từng cái vật một vào trong mỗi chậu nước sôi riêng. Và lúc đó người con cũng biết cha làm cái gì, cho nên mới lấy củ cà rốt bỏ vào trong một cái mỗi nồi nước sôi một cái vật khác nhau. Ông đun sôi khoảng hơn 20 phút sau với nhiệt độ 100 độ C. Và sau đó ông mới bảo đứa con rằng, con hãy vớt tất cả những gì con bỏ bên trong đó ra. Thì đứa con mới vớt
của cà rốt, nó vớt trứng gà, và bên cạnh đó nó múc nước cà phê để vào trong một cái chén riêng. Và cái đứa con ngạc nhiên mới hỏi là: con đang thất vọng, con đang buồn chán, con đang nản chí, mà cha đưa cái này để làm cái gì? Cha mới nói rằng đó là bài học cho con đấy. Và người cha mới nói là: đâu con bóp thử củ cà rốt xem. Thì đứa con mới nói rằng: cha đã đun nó 20 phút sôi rồi, cho nên bây giờ nó rất là mềm cha ạ. Người cha gật đầu: đúng rồi. Và người cha mới nói: vậy đâu con thử trứng gà xem. Thì bây giờ cô mới lấy cái đồ cô khỏ khỏ vào trứng gà, thì bây giờ nó lại vững chắc hơn là lúc trước. Nó nói là bây giờ trứng gà bên trong nó đã chín và nó đặt quánh lại rồi, cho nên bây giờ nó có vẻ vững chắc hơn cha. Và vì vậy người cha mới nói rằng: đâu con thử nếm một miếng cà phê xem sao. Và lúc đó người con mới nói là: cà phê có vị thơm và đắng cha. Và người cha mới nói: cũng thế đó con, nước sôi là để biểu hiện cho cảnh khó trong cuộc đời. Cùng là 100 độ sôi giống nhau, nhưng mà củ cải trước khi bỏ vào thì cà rốt nó làm sao? Cứng đúng không? Nhưng mà bỏ vào 20 phút sau thì sao? Nó lại mềm nhũn đi. Mà nếu đun hơi lửa sao? Nó có thể gã luôn. Coi nữ công gia chánh là quá gành chuyện này đúng không? Nấu ở trong bếp mà là lỡ ở ngoài này lo đánh bài mê gì đó không? Nó hồi vô gục hết trơn trọi, có phải không? Cái này là chuyên gia của nhà bếp mà, kinh nghiệm. Thì như vậy thì sau 20 phút thì đun như vậy thì cà rốt nó lại mềm. Trứng gà trước khi bỏ vào thì nó sao? Nó là cái thứ dễ bở đúng không? Nhưng mà bây giờ sau khi để vào trong nước sôi thì nó lại cứng đi và khó bở. Mà nếu đun càng lâu thì sao? Lại càng cứng hơn nữa. Đây là điều đương nhiên. Và cà phê là một cái loại, có khi nào ai uống cà phê như mà ăn cái đồ khô mà bỏ vô miệng mà nhai mà nuốt không? Có không? Muốn cà phê phải làm gì? Phải bỏ vô nước sôi ngâm đúng không? Đó là chuyện đương nhiên, cà phê không thể uống khô được. Cho nên để vào nước càng sôi như vậy thì cà phê ra chất đắng, càng thơm càng đắng và càng có mùi hương vị tốt. Và người cha mới lấy đó cho con thí dụ: con à, có những người nhìn bình thường họ cứng cáp như vậy, nhưng mà đụng những cái hoàn cảnh khó khăn họ sẽ nhu củ cà rốt vậy đó. Họ sẽ mềm nhũn ra, họ sẽ nhục chí và họ không thể vươn lên. Nhưng mà có những người nhìn thấy họ rất là bình thường, có thể thậm chí có những khi mình nhìn thấy họ yếu đuối nữa, nhưng mà gặp hoàn cảnh khó khăn, tự ý chí họ vươn lên một cách mạnh mẽ, và họ là những trứng gà. Nhìn thấy thì như dễ bở, nhưng mà đun qua nước sôi rồi thì lại không dễ bở tí nào. Cũng vậy, có những người qua những lần thử thách như vậy, người ta trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, kinh nghiệm hơn, đứng vững hơn, thành đạt hơn. Và cuối cùng cà phê là sao? Là những người cần phải trải qua thử thách mới thành công. Đây là điều quan trọng. Nhờ nước sôi này mà cà phê có thể phớt tán được cái tính chất của nó, nó có thể tạo nên được tính chất và hương vị của nó. Cũng vậy, có những người nhờ những hoàn cảnh khó khăn họ trở thành những con người kiệt xuất và thành công. Đây là một cái điều mà con cần phải thấy. Người có trải qua những chui rèn như thế thì họ đã trở nên sự vững chắc và phết trương và có những ảnh hưởng tốt với cuộc đời như thế. Như vậy con là ai? Con là củ cà rốt, con là trứng gà hay con là cà phê? Nếu con là cà rốt thì bỏ đi, không có giá trị trên cuộc đời nữa, con quá yếu đuối. Và con hãy làm sao ít nhất cũng là quả trứng gà, hay con là những cái muỗng cà phê như vậy, thì con mới có thể thành công và đứng vững trên cuộc đời. Lời cha dạy như thế, con hiểu được ý cha. Và cuối cùng cô này vượt qua những khó khăn và cuối cùng trở thành những con người thành đạt. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đó là những kinh nghiệm mà người ta đã dạy lại cho những thế hệ tương lai trong cuộc đời. Đó là những bài học mà chúng ta cần phải hiểu. Những người nản chí, những người nhục chí, những người thiếu kiên nhẫn, những người quá nóng vội, mấy người này ít bao giờ thành công được lắm. Và vì vậy cần phải tu, phải rèn luyện, phải nhận ra chính mình và phải đào luyện con người mình thì mới có thể có cơ hội để nên người. Vì vậy, việc tu học của chúng ta cũng thế. Tu học ở đời mà còn luyện như vậy thì đừng nói đến cái chuyện tu học. Cho nên người tu hành
muốn đạt được mục đích của sự tu hành phải cũng vượt qua những rào cản và thử thách của bản thân là chuyện không nhỏ tí nào. Các vị nên nhớ như vậy. Các vị nào có quy y, có tu học, có làm Phật sự, có tự vượt qua những thử thách, những tham sân si, những phiền muộn, những khát vọng, tất cả mọi thứ của bản thân để vượt qua được những thứ đó là chuyện không dễ tí nào. Cho nên một vị Phật mới gọi là tuyệt vời, các vị Bồ Tát mới tuyệt vời, những nhà tu chân chính mới tuyệt vời. Tại sao vậy? Tất cả những người này phải tự vượt qua được với chính mình, phải chiến thắng với chính mình thì mới có thể đi đạt đến mục đích. Và ở đây chiến thắng không phải là đi ra bên ngoài làm điều gì đó, mà thắng với chính những nỗi lòng của mình, những phiền não, những khát vọng, những tham dục, những sân si của chính bản thân mình. Vì vậy Đức Phật mới dạy trong kinh Pháp Cú là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Thắng lấy mình là chiến công anh liệt là chỗ này. Chúng ta có thể có sức mạnh, chúng ta thắng với tất cả mọi đối thủ, nhưng mà khó bề thắng với lòng tham lam, ích kỷ, sân si, dẫn tức, thù địch của mình là chuyện không dễ tí nào. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi thấy rằng cái rào cản cuối cùng của một vị đi đến để thành Phật, thường thường chúng ta biết rằng lục độ ba la mật tôi xem như là những rào cản cuối cùng trong đoạn đường tu hành của những người đi đến kết quả vị Phật. Trong lục độ ba la mật gồm cái gì? Một, bố thí giỏi. Hai, trì giới. Ba, nhẫn nhục. Bốn, tinh tấn. Năm, thiền định. Sáu, trí tuệ. Sáu điều này tôi xem như là sáu rào cản lớn nhất của một con người đi đến quả Phật. Mà ở đây khi mà chúng ta dùng thuật ngữ là ba la mật có nghĩa là đến bờ kia, tức là đến bờ giải thoát, tức là vượt qua được dòng sanh tử để đến bờ giải thoát, đến mục đích cuối cùng của một vị làm Phật, thì ở đây cần phải vượt qua sáu tiêu chuẩn này, gọi là lục độ ba la mật. Như vậy ở đây tôi muốn nêu ra cho các vị thấy một số điển hình để chúng ta chứng tỏ rằng rào cản là chuyện không đơn giản, mà chúng ta cảm thấy như một nghịch lý trong cuộc đời. Cái này là cái các vị phải để ý. Trong cái vấn đề bố thí ba la mật, tôi muốn cho các vị thấy một hình ảnh của cái truyện cổ Phật giáo, đó là hình ảnh của Thái tử Tu Đại Noa. Khi ai đọc đến câu chuyện này cũng cảm thấy rằng bất mãn quá, bất nhẫn quá, chuyện này bất công quá, bất bình quá. À, ai cũng cho những lời như vậy. Nhưng mà riêng tôi sẽ lý giải cho các vị để hiểu rằng có phải bất công, bất mãn, bất bình và có chấp nhận cái điều đó như thế nào hay không. Vấn đề bố thí ba la mật, trên nguyên tắc bố thí bình thường là đi ban cho để cầu phước, ban cho vì thương tưởng chúng sinh, ban cho để được lợi ích gì đó, sự giúp đỡ đó, trong cái vấn đề gọi là bố thí thông thường. Nhưng mà cái người bố thí để đạt đến bờ kia, có nghĩa là bố thí ba la mật, là bố thí bằng tinh thần vô ngã, không thấy mình là người do, không thấy người nhận thí và không thấy vật mà mình ban cho họ, tức là không để lòng tất cả những điều đó, hoàn toàn mình thấy họ như một người ơn để giúp mình đạt đến cái đỉnh cao của con đường tu tập. Cái bố thí ba la mật phải bằng vô ngã như thế mới có thể gọi là đến bờ kia, cho dù đối tượng đó có sỉ nhục, có chửi mắng, có nghiệt ngã, có kiềm chế, có áp đặt mình thế nào, mình vẫn là kiên nhẫn bình thường, thảnh thơi để vượt qua. Cái đó mới gọi là ba la mật. Như vậy thì bây giờ tôi nói một cách khái lược để các vị thấy trong cái câu chuyện là hình ảnh của Thái tử Tu Đại Noa. Tôi kể một cách vắn tắt thôi. Tu Đại Noa sau khi là một cái người mà gọi là thái tử rất là tài giỏi và có đạo đức, nhưng mà vì những cái huynh đệ khác là những cái vị trong cung ghét đi cái đạo đức đó đã được mọi người quá quý trọng, cho nên mới sàm tấu với nhà vua rằng chính nó như vậy là ông ta muốn để lấy được lòng dân để chiếm ngôi thế này thế khác. Vua cha nghe những lời sàm tấu của những người khác như vậy, cho nên mới cuối cùng quyết định đuổi thái tử Tu Đại Noa đi ra ngoài biên thùy và cách triều đình rất xa. Trong quá trình đi đó thì Tu Đại Noa đem theo ngựa, đem theo một chút vật dụng bên người và có vợ và hai đứa con còn rất nhỏ, chừng đôi ba tuổi gì đó. Trên đường đi thì ở đây các vị biết rằng Thái tử Tu Đại Noa là người phát nguyện bố thí bất nghịch ý, tức là trong cuộc đời sẽ ban tặng với tất cả những gì mà người ta mong cầu, không có gì là chối từ, cho dù đầu mắt tỉ mũi thân phận này cũng không tiếc nữa, chứ đừng nói là những vật ngoài thân. Vì có phát nguyện bố thí bất nghịch ý như vậy,
Cho nên trong quá trình đi như vậy, đi một đoạn người ta xin ngựa, cho ngựa. Đi một đoạn người ta xin đồ, cho hết tất cả. Cuối cùng người ta xin con trước, thì lúc đó thái tử mới cho con. Thì một đứa con ôm một chân: cha à, con còn nhỏ lắm, đừng nên như vậy như vậy. Tại sao cha lại cho con người khác như vậy? Nhưng thái tử vẫn nhắm mắt gạt lệ, và cuối cùng cũng chấp nhận bố thí luôn hai đứa con. Những hình ảnh này chúng ta bắt đầu thấy bắt nhẫn rồi đó. Rồi cuối cùng nữa, sau đó đi đến một đoạn nữa, có người xin vợ, thái tử cũng cho vợ luôn. Vợ mới quỳ xuống xin là: chúng ta sống có thủy có chung, chỉ còn một mình thiếp để lo cho chàng thế này thế kia. Tại sao chàng lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao chàng nở lòng như vậy? Tất cả những điều đó cuối cùng thái tử Tu Đại Noa cũng nhắm mắt gạt lệ và bố thí luôn. Như vậy là voi ngựa, tất cả mọi thứ vật dụng, cho đến cuối cùng là vợ rồi con, tất cả mọi thứ đều cũng bố thí hết. Khi người ta đọc đến câu chuyện này, người ta nghĩ ở trong cuộc đời này không ai nhẫn tâm để làm những chuyện đó đâu. Làm chuyện đó thấy bất nhẫn quá, vô lương tâm quá. Nếu chúng ta là chúng ta nói như vậy đúng không? Chứ chúng ta ở xã hội này, chúng ta thấy có những trường hợp mà đem bán con rồi đó, chúng ta nói vô lương tâm, thiếu trách nhiệm, người mẹ như thế, người cha như thế, vân vân. Nhưng cái này là không phải như vậy. Cái này người ta đến gian này xin điều đó, và Ngài sẵn sàng bố thí cho dù trong lòng vẫn thương. Chúng ta hiểu được điều gì trong cái việc này? Chính chúng ta nhẫn tâm chúng ta mà nói những điều như vậy, và chính chúng ta núm ná tình cảm, chúng ta khó có thể rai rứt. Ở đây tôi nói là người ta còn thương yêu nhau nha, chứ không phải là cái dạng mà gọi là ghét bỏ, cái dạng chán trường rồi đó. Lúc đó ai muốn xin lại đây tôi thí cho, không phải vậy à. Không phải là cái dạng đó. Tức là dạng đang thật sự yêu thương nhau đàng hoàng, có trách nhiệm đàng hoàng, có lương tâm đàng hoàng. Nhưng mà tại sao thái tử làm chuyện đó? Thì ở đây tôi mới nói với tất cả các vị, chính làm như vậy mới là một Bồ Tát. Còn chính không đủ can đảm để làm, ta mới làm một chúng sinh. Khi hành Bồ Tát đạo không phải đúng sai gì cả. Chúng ta đừng lấy theo cái quy luật thông thường của cuộc đời để mà chúng ta đo lường những hành động đó. Tất cả mọi hành động đều không thể đo lường được với tâm phàm phu. Cái việc này là ba la mật, anh vượt qua được là ba la mật, không vượt qua được là ở bên này. Một là chúng sinh, hai là Bồ Tát. Chuyện này không có nói đến vấn đề là đúng sai phải trái, nhẫn tâm hay là cái gì cả. Anh đủ can đảm vô ngã hay đủ lòng một cách bình thản để vượt qua tất cả những cái ràng rào cản này, cái thử thách này, nỗi lòng thương yêu này, đạo đức này, những sự rai rứt lương tâm này. Nếu anh vượt qua được, anh đến bờ kia. Không vượt qua được thì có ở bên này núm ná những tình cảm, những hệ lụy, tất cả những cái đó, đó là chuyện bình thường. Như vậy ở đây tôi muốn nói về cái gì? Đã gọi là hành động của Bồ Tát vượt qua những rào cản đó là chuyện không nhỏ. Đó là hàng rào cuối cùng để đi vào cái quả vị Phật, đâu phải đơn giản tí nào. Bây giờ tôi nói cho các vị thấy chuyện là các vị đã từng biết chuyện Quan Âm Thị Kính. Ở đây có ai không biết không? Đưa tay lên này. Xin thưa tất cả các vị, nếu ở Việt Nam chúng ta dường như không ai không biết cái câu chuyện Quan Âm Thị Kính này. Từ thời bé là chúng ta thấy người ta đã in hình trên giấy đó, cái những câu chuyện mà để Tết mình hay mua về dán nhà đó, là tôi đã thấy cái này và tôi đã từng mà giờ mà đọc cái đó từ thời bé rồi. Đọc những cái câu chuyện tóm tắt cũng thấy Quan Âm Thị Kính rồi, bị thị màu gạt gẫm đó này kia, hãm hại rồi này kia, để cuối cùng là phải mang cái con quan rồi vân vân. Cái này tất cả chúng ta đều biết đúng không? Khi đọc đến chuyện Quan Âm Thị Kính, ai cũng cảm thấy rằng rất là bất nhẫn cho cái hành động của thị màu mà tội nghiệp cho thị kính. Nếu việc đó của chúng ta thì sao? Tao ra làng tao thưa cho mày bỏ mạng mày luôn, có phải không? Nếu chúng ta là như vậy, tao ra làng tao thưa, chuyện tới đâu tới, tao thưa cho mày bỏ mặt mày rồi mày biết, phải không? Hoặc thế nào, tao không tu nữa, tao chấp nhận cởi áo nhà tu, tao dập trần, tao là con gái nè, thế này thế khác, đúng không? Nếu mình thì mình là như vậy, mình sẽ rất là hận, rất là tức những trường hợp đó. Mình giận mình tức cái đó đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Trên cuộc đời nguyên tắc tương đối của con người bình thường, không có ai gian trá mà hãm hại người ta như vậy. Ác quá mà. Tôi tu mà nó còn không cho tôi tu nữa, không? Có phải vậy không? Tức là theo quan niệm thông thường thì chúng ta thấy rằng đó là ác, đó là thế này thế kia.
ta phải làm cho người khác biết mặt. À, cái này là, nhưng trên nguyên tắc chúng ta làm như vậy không sai. Nhưng nếu chúng ta làm như vậy, làm gì có một Bồ Tát Quan Thế Âm mãi mãi sau này, có phải vậy không? Như vậy ở đây chúng ta thấy điều gì? Thị màu đến gieo quang như thế, nhưng mà thị kính làm được chuyện đó, giữ vững lòng tu, chấp nhận hàm quang, vừa cứu một cái hài nhi, vừa chấp nhận để mà cứu được cái danh dự của thị màu, và đồng thời cũng giữ trọn con đường tu, là chuyện không nhỏ tí nào. Như vậy chúng ta đọc tới đó chúng ta thấy rất là khó chịu, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng khi làm Bồ Tát nguyện nhẫn nhục ba la mật, tức là chấp nhận mọi hàm quan, mọi thử thách, mọi quan tình để vượt đến bờ kia, tức là chấp nhận nhẫn nhục để đến bờ kia, thì chính cái chỗ đó mới có một Bồ Tát Quan Thế Âm. Chứ còn nếu như chúng ta sòng phẳng giữa cuộc đời thì mãi mãi chúng ta còn ngồi trong đây, có phải không? Đâu ai đem bàn thờ thờ đâu, đâu ai lại cúng đâu, đúng không? Tại vì chúng ta sòng phẳng mà. Chúng ta thấy chỗ này không? Cho nên khi đã tu hành theo Bồ Tát hạnh thì đừng lấy đúng sai phải trái theo dạng thông thường. Những cái gì chúng ta từng suy nghĩ, chuyện đó không thể so sánh được với những hành động của Bồ Tát. Cho nên người ta mới nói là thánh ý cao thâm, phàm tâm năng cắt lại vậy. Tức là những việc làm của các bậc thánh chúng ta đo lường không có được, không? Không thể nào đo lường được như vậy. Chúng ta lấy tâm phàm chúng ta sẽ rất là khó chịu. Cho nên phần lớn các bài giảng của tôi giảng về xã hội, tôi không phải giảng để các vị làm Bồ Tát. Các vị nên nhớ nha, cả tôi còn nóng máu này sao Bồ Tát được, phải không? Đó là tôi giảng cái gì? Đem đến một nghị lực tương đối trong cuộc đời để các vị vượt qua được những thử thách và sống sòng phẳng giữa cuộc đời để chi? Để bớt đi những kẻ tiểu nhân mà lợi dụng mà hãm hại những người hiền lương. Đó là những cái mà tôi từng nói với các vị. Bởi vì ở đây các vị không thể làm Bồ Tát, các vị là một cư sĩ Phật tử năm giới, các vị chưa có nguyện đi con đường Bồ Tát đạo, các vị nguyện sống trong luân hồi, các vị nguyện sống trong tái sanh. Cho nên những người làm chồng làm vợ, những người làm con làm này kia, bậu bạn gạt gẫm ép uổng, ngoại tình gian dối lừa đảo, tất cả những cái này tôi mới chia sẻ với các vị để sòng phẳng với những kẻ ác như vậy. Còn nếu các vị nguyện làm Bồ Tát, tôi không bao giờ chen vào chuyện đó. Tôi còn suối nữa, cố gắng chịu nhiều đi đặng mau thành Phật. Có phải không? Nếu các vị nguyện làm Bồ Tát, tôi không bao giờ tôi nóng máu với các vị đâu. Tôi sẽ rất là hoan hỷ. Các vị càng chịu quan tình, các vị càng chịu khó khăn, các vị càng chịu quan ức, các vị bị người gạt gẫm ăn hiếp, tôi nói gán chịu nhiều nhiều đi đặng công đức mau thành Phật. Có phải không? Nếu người đó muốn thành Phật, nó phải là như vậy. Còn ở đây các vị không có, các vị khóc lên khóc xuống với tôi, phải không? Như vậy ở đây các vị không phải là nguyện đi con đường của Bồ Tát, mà các vị đang nguyện là con làm một chúng sinh, nhưng con muốn có cuộc sống bình an, con muốn cuộc sống đừng sóng gió, con muốn cuộc sống đừng bị hẹp hòi, con muốn cuộc sống đừng bị người gạt gẫm, vân vân. Để có cuộc sống chén cơm manh áo, con nguyện làm một Phật tử cư sĩ đời này đến đời sau cũng mãi mãi là những người Phật tử cư sĩ, tức là nguyện sống trong luân hồi. Thì như vậy nguyện sống trong luân hồi thì chúng ta phải làm những việc trong luân hồi. Còn nếu chúng ta là nguyện làm Phật thì là một cái vấn đề khác. Nếu các vị nào nguyện Bồ Tát hạnh làm một việc khác. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là tùy duyên, tùy nguyện vọng, tùy độ tuổi, tùy cái tâm tư hoàn cảnh của mỗi người mà Phật pháp đưa ra những cái vấn đề mà giải quyết khác nhau, chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Cho nên trước đây các vị thường nghe nhắc đến chùa là nghe gì? Nghe nhắc đến chùa cái nghe ăn chay, niệm Phật, về niết bàn, giải thoát, cực lạc, nghe như vậy thôi. Cho nên có rất nhiều người sợ đến chùa, có phải không? Sợ đi ghét nó nhiễm rồi trở thành nhà tu làm sao, có phải không? Nên ở đây chúng ta cứ thấy rằng ngày xưa có những người ngang không xó cửa là chùa vậy đó, nhưng mà không bao giờ dám qua lại Phật, niệm Phật vậy đó. Và chúng ta có một cái cảm giác là nơi đó để dành cho ai á, chứ không phải là mình. Nơi đó để dành cho ông già bà cả nè, sắp chết nè, những kẻ chồng che vợ bỏ nè, những cái kẻ gì đó nó bạc nhược trong xã hội, nó không có chỗ nương thân nè, tất cả những cái đó mới vô chùa. Vậy ai bỏ tôi? Tôi bạc nhược chưa? Thầy Minh Thông ở đây bạc nhược chưa?
Như vậy những cái dạng này là dạng gì? Ở đây chúng ta nhớ kỹ rằng những cái suy nghĩ từ ngày xưa nó xuất phát từ những cái quan niệm cục bộ của xã hội, cục bộ dựa vào những cái tiểu thuyết của cuộc đời, Lan và Điệp nè, Bên Dòng Sông Trẹm nè, tất cả mọi thứ tào lao đó đó, mà nó có những cái mà làm cho những người ta suy nghĩ một cách bậy bạ về nhà tu, về cửa chùa. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, không phải những thành phần đó không có trong chùa. Chùa là nơi cửa từ bi rộng mở thì cái dạng nào cũng có hết á. Nhưng mà không phải là chùa để dành cho dạng đó. Các vị hiểu ý này không? Chùa không phải để chỉ dành cho như vậy. Như vậy thì ở đây cửa chùa là nơi tiếp nhận mọi thành phần và là một nơi nương tựa tinh thần cho tất cả chúng ta. Và thời gian qua có những người nói thời gian qua Phật giáo phát triển quá, thời gian qua nhiều người đi chùa quá, nhiều người phát tâm tu hành quá, người ta cảm thấy mừng. Tôi nói cái này chưa chắc gì mừng đâu. Suy thoái kinh tế làm ăn không ngóc đầu lên nổi mới đi chùa. Cho nên có những khi khổ đau quá mới đi chùa, có phải không? Tức là đi cầu may để gỡ ghẻ, tức là đau chân thì há miệng, không? Thành ra chính vì chỗ đó có những cái mà chúng ta cần phải nhìn nhận một cách rất là sâu sắc. Cho nên đối với tôi, các bài giảng của tôi không giảng về Niết Bàn Cực Lạc nhiều, ít lắm, trừ ra giảng tăng ni. Chứ còn các Phật tử thì phần lớn tôi chỉ nói về kinh tế, nói về gia đình, về vợ chồng, về tình yêu, về học hành, về mọi thứ. Mặc dầu tôi chả là kinh tế gì cả, nhưng mà tại sao như vậy? Đó là những nhu cầu của các vị đang là. Tôi dám bảo đảm 90% các vị đi chùa không phải tìm cầu con đường giải thoát. Phần lớn chúng ta tìm một sự bình an trong cuộc đời chúng ta, để được con ngoan trò giỏi, để được gia đình bình an, để được đừng có bệnh tật, để vợ chồng gì đừng có ngoại tình, để cuộc sống công ăn việc làm ổn định, vân vân, con cái chúng ta đừng hư, vân vân. Tất cả những cái này là những cái khát vọng của đại đa số quần chúng. Còn đi chùa để mà tu hành, để mà về cực lạc niết bàn, tôi nói thật với các vị, đếm trên đầu ngón tay khoảng 5-10%. 10% là tôi quá võ đoán chủ quan rồi đó, chứ tôi độ cả 5% thôi. Ở đây ai muốn đắc niết bàn hay về cực lạc ngay giờ phút này thì đưa tay lên tôi coi. Wow, khá vậy đó hả? Vậy là nếu mà Đức Phật Di Đà mà hiện giờ tiếp dẫn nè, ai mà theo ta để về cực lạc ngay giờ phút này là các vị bay lên đưa bàn tay Đức Phật về cực lạc liền, đúng không? Chắc không? Tôi nói cái này tôi mới nhớ lại câu chuyện của La Fontaine. Tôi nhớ câu chuyện La Fontaine là ngày xưa đó có ông già, ổng là tiều phu, ổng đi đốn củi, ổng nuôi thân, mà ổng già rồi trong đó mệt mỏi quá. Có những lúc ổng nói thôi chết đại cho rồi đi, cái thân già này cứ là như thế rồi đi đốn củi rồi chặt củi này kia kia nọ, bây giờ lớn tuổi rồi vác bóp củi đem về nhà bán vác cũng nổi nữa, vác chút thở à, thôi giờ thần chết ơi đến rước tôi đi đi. Vừa nói dứt một câu, cái thần chết nổ một đùng xuất hiện, là một cái thần chết có mặt ghê gớm ha, nanh vuốt đồ này kia kia nọ. Cái ông già hết hồn nói ông là ai vậy? Nói là ta là thần chết, ngươi kêu ta để làm gì? Nói dạ tôi giác bó củi không nổi, tôi kêu ông đến giác giùm tôi bó củi về nhà. Cái miệng mà than chết như vậy nên mình tới thần chết xuất hiện kêu ông giác bó củi gì đâu dám nói tôi muốn chết đâu. Những người hì hục niệm Phật A Di Đà Phật, con nguyện cầu giảng sanh nè, nhưng mà Đức Phật Di Đà hiện tiếp dẫn đấy, đời còn vui lắm để con dài năm nữa. Phần lớn là chúng ta là vậy, đúng không? Miệng thì chí ché la vậy đó, không? Có những người than trách gia đình chồng như thế, vợ như thế, la chí ché cho nó đầm đớn, lại ly dị rồi khóc mướt không? Có phải không? Con người chúng ta là như thế. Phần lớn là chúng ta cứ nói như vậy, nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự đó là những cái nó suy nghĩ thôi, nhưng mà không phải là một sự thật. Bởi vì sao vậy? Cái đó nó không phải xuất phát từ một cái sự giác ngộ thật sự của chúng ta, mà nó từ một sự bất mãn chán chường, hoặc là trừ một cái gì chúng ta không đạt như ý, chúng ta giận tức, chúng ta nói bằng những cảm giác đó, chứ không phải là một con người giác ngộ. Nếu người giác ngộ mà nói lên thì ghê gớm lắm. Các vị phải thấy được những cái chỗ này. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, tất cả chúng ta khi tu học là cũng cần phải như vậy. Muốn tu học là cũng phải vượt qua được những cái rào cản thử thách của chính mình.
Bây giờ tôi nói với các vị, ăn chay khó hay dễ? Khó. Tôi nói thật, bao nhiêu người ở trong đây ăn chay trường nha, đưa tay lên tôi coi. Wow, xin chân thành cảm ơn những cái bàn tay này, cho tràng pháo tay tán dương. Nhưng mà tôi hỏi các vị thật nha, ai ăn chay trường nãy đâu đưa tay lên, đưa tay này coi người. À, thầy mời cô. Cô có ngày nào thèm thịt gà không? Có khi nào thèm đồ biển không? Giỏi à, có lý. Xin thưa với tất cả các vị, ở đây tôi nói tất cả mọi người ăn chay trường, ai ăn chay trường được là tốt. Muốn ăn được chay trường phải vượt qua cái thử thách với cái sự thèm mặn rất là lớn. Cái thèm mặn không xấu gì cả. Mấy mươi năm trong cuộc đời chúng ta đã từng sống và từng ăn như vậy, thì cái chuyện thèm mặn là chuyện rất bình thường. Tôi nói thật với các vị, có những người ngại không ăn chay, cái người ta nói đến thèm mặn hay này kia cái nọ, cái mình sợ mình còn thèm mặn hay là mình còn động tâm đồ mặn, cái ta nói mình dở, cho nên ngại. Đừng bao giờ ngại với những chuyện đó. Chúng ta thèm mà chúng ta kiềm chế được mới là giỏi. Ở đây quan trọng là chỗ đó, tức là những người này nhận thấy rằng mình đã thói quen ăn như vậy rồi, nhưng mà mình nhận thức rất rõ vay trả nợ máu của chúng sinh thì sau này cũng phải trả vay một cách sòng phẳng. Mình không muốn vay trả nợ máu nữa, mình không muốn tạo nghiệp nữa, hay là lòng từ bi đối với tất cả những chúng sinh mình có được. Cho nên bây giờ mình vì thương chúng sinh, mình không muốn nở những cái hành động đó để giết chóc chúng sinh, để nuôi cái miệng mình. Vì tâm bồ đề nó như vậy, lòng từ bi nó như vậy, cho nên chúng ta quyết định ăn chay. Xin thưa các vị, cái chuyện ăn chay là nó như vậy, nó xuất phát từ lòng từ bi nè, nó xuất phát từ cái sự không muốn vay trả nè, để tránh nhân quả với tất cả chúng sinh một đời đến nhiều đời. Đây là những ý nghĩa quan trọng, chứ không phải ý nghĩa thần thánh trong việc ăn là quan trọng. Cho nên tôi mới nói với các vị, là người muốn quyết định ăn chay, dĩ nhiên thèm mặn là chuyện đương nhiên. Có những người nói gì thèm mặn quá cho nên là con ăn không được, ăn dễ thấy ngại, không có sao cả. Cho nên tôi hay khuyên khi quy y rồi phát nguyện ăn chay trường hết cho tôi. Có những người không dám, tôi nói cứ phát nguyện đại đi, ngày nào trường không nổi cứ bò. Tôi từng dặn mà, tức là khi nào mà mình ăn chay mình thấy hết nổi mình cứ bò, cái chuyện đó bình thường. Bây giờ mình không có phát nguyện chay trường, mỗi tháng mình ăn chừng 2 ngày 4 ngày gì đó, nhưng bây giờ mình phát nguyện ăn chay trường thì nhiều khi mình ăn được tới 10 ngày cái tự nhiên thèm heo quay quá, chạy chợ mua về ăn, hết thèm ăn nữa. Ăn được 20 ngày tự nhiên thèm cua biển quá, cứ chạy mua về ăn. Như vậy mà chúng ta đã tự kéo dài thời gian ăn chay cho cuộc đời, đến một ngày nào đó chả còn thèm cái gì nữa cả. Thậm chí hôm nay chúng ta mặc dầu thèm nhưng mà còn kiềm chế được, bởi vì thực phẩm chay chúng ta ăn quá lâu, quá dài, nó đã bắt đầu nó quen dần với chúng ta rồi, cái sự thèm nó bớt dần, thì cơ hội ăn chay nó xảy ra với chúng ta rất tuyệt vời. Chứ không phải là ăn chay theo dạng máy móc, ngày 14, 23, 23 gầm 11 gì đó, ăn chay ăn với muối, ăn với chuối, tới ngày mặn ăn sát số mọi loại. Nó không phải là như vậy, nó không phải là mang cái nghĩa bậy bạ vậy. Còn thậm chí hôm nay rằm nha, đi ra chợ ăn chay đúng ra mua tàu hủ, nhưng mà thấy cá tươi quá mua về rộng, mai 16 ăn tiếp. Cái này là cái mà chúng ta thói quen chúng ta là vậy vậy. Cái đó tôi cho là máy móc. Cái ý nghĩa và giá trị của việc tu học nó như vậy. Tôi trở lại vấn đề, tôi muốn nói với các vị là để ăn chay là chuyện không dễ. Thèm thịt, thèm cá trong cuộc đời, thèm món gì trong quá trình ăn chay, đó là chuyện rất bình thường, không có gì ngại ngùng cả. Nhưng mà một người như thế này, vì giác ngộ, vì ăn chay, vì lòng từ, cho nên có thèm, có suy nghĩ thoáng qua, nhưng rồi vẫn ăn chay được. Đây là những người rất là hay, không phải là chuyện bình thường. Còn sau này ăn thuần thục đến độ là không còn cảm giác chay và mặn, thì có đó tuyệt rồi. Cái vấn đề đó là tuyệt chiêu rồi, khỏi nói. Giống như những người ăn chay trường mà 30-40 năm, 20-30 năm, những nhà tu lên bữa ăn không bao giờ biết mình ăn chay. Tôi nói thật á, những nhà tu hành mà 5-10 năm, 20-30 năm lên ăn cơm mà còn biết mình ăn chay, chưa phải là hạng thứ thiệt. Hạng thứ thiệt là lên không bao giờ biết mình ăn chay nữa. Phần lớn ở chùa tự nhiên có những buổi lễ mời tất cả các Phật tử ở lại dùng với chùa bữa cơm chay. Tôi thấy câu này nó thừa. Ủa vậy là những ngạn có Phật tử ăn mặn à? Đúng không? Cái đó đương nhiên là vậy. Ở chùa cứ mời ăn cơm, đương nhiên Phật tử đến chùa biết chùa ăn chay rồi.
khỏi cần nói là mời ở chùa dùng bữa cơm chay. Tại sao chúng ta còn cái chữ chay đó? Còn chữ chay chưa phải là thứ thiệt, không? Lên tới bữa ăn là cứ ăn, còn nghĩ mình ăn chay chưa phải là thứ dữ, không? Còn có sự phân biệt đó là chưa bao giờ là đạt đến cái chỗ tuyệt đỉnh. Cho nên khi một người ăn chay trường mà đã ăn thuần thục rồi đó, không bao giờ, cho dù vô dự một bữa đám cưới nó dọn đầy đồ mặn, cũng không bao giờ có cái ý nghĩ gì nữa. Còn bây giờ chúng ta còn ý niệm chay mặn là lên nè, ý é này này, tôi ta chưa ăn chay à, bà ăn đi, tôi ăn này không được, thế này thế kia. Mấy người đó chưa phải là giỏi. Những người lâu lâu ăn chay lần cả làng ai cũng biết hết á, có phải không? Còn có những người ăn chay trường quanh năm số 8 đôi khi người ta không hay. Cái này là cái mà cái chỗ đó như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, để đạt được cái mục đích và con đường tu tập, chỉ là ăn chay thôi là đã có. Nhưng mà chúng ta là như vậy, chấp nhận luân hồi trả dai, đó là chuyện của chúng ta. Ai ăn cái gì là quyền của mọi người, không vi phạm luật pháp, cứ ăn, ăn cái gì được được cứ thoải mái. Nhưng trên cuộc đời này, cái gì nó cũng có cái bảng giá của nó. Tất cả mọi thứ đều phải trả dai một cách sòng phẳng, cho dù có chấp nhận hay không, cho dù có tin hay không, cho dù có đạo Phật hay không, đó là việc riêng của tất cả chúng ta. Còn trên cuộc đời này, dai một cục thịt phải trả một cục thịt, dai một cái miếng con cá phải trả một con cá, là không khác hơn được. Và chúng ta cứ trả dai nhau, thay phiên nhau mà sống tồn tại trên cuộc đời. Chúng ta cũng từng làm những thân phận đó, nó đã dai ta và bây giờ nó cũng phải trả ta, để cùng nhau tồn tại trên cuộc đời, lớp lớp này qua lớp lớp khác. Đó là quy luật, khỏi cần giải thích phân bua. Không ai trúng sai phải trái gì trong chuyện này cả. Làm được bao nhiêu tốt chừng mình bấy nhiêu, không làm cứ chấp nhận trả dai lấy, đó là quy luật. Nhưng mà ở đây trong góc độ tu hành, chỉ chừng ấy tôi đã thấy là đã quá khó với tất cả các vị. Vì vậy tôi mới nói các vị, nếu muốn thực tập ăn chay phải vượt qua những cái rào cản về dư luận là một phần, thứ hai là phải vượt qua được sự thèm mặn là một phần. Cho nên trong quá trình ăn chay, hãy giảm dần cái sự dai trả thịt cá từ ban đầu. Thay vì chưa giác ngộ Phật pháp mỗi ngày ăn 10 con tép, bây giờ giác ngộ được Phật pháp mỗi ngày ăn 8 con thôi, sau này ăn 7 con thôi, 6 con, 5 con, 4 con, 3 con. Tất cả sự giảm dần đó là các vị đang ăn chay. Ai ít dai trả nhiều là ăn chay giỏi, chứ không phải là người nào ăn nhiều ngày hơn là người đó giỏi. Ăn nhiều ngày hơn mà còn những ngày mặn, ăn đủ thứ loài xác số như nãy tôi nói đó, cũng chưa chắc gì những người tự giảm dần với lượng thịt cá. Quan trọng một ngày, một tháng, một năm, thậm chí đời người, ai dai bấy nhiêu mới là quan trọng. Cho nên hãy hiểu cái giá trị của lời Phật dạy ở chỗ này, chứ đừng có nói là ăn chay cho sạch cái miệng để mau thành Phật này kia cái nọ. Quan đường, có những người ăn cố cho khắc khổ để Phật thương, Phật chứng, đặng mau thành Phật. Quan đường, cái đó là tà kiến, cái đó mê tín bậy bạ. Ăn một ngày rồi nó ốm tông như cây nhang luôn, hơn người mẫu nữa. Tất cả những cái đó mình tự hại mình, không có giá trị đó. Nó không phải là ăn chay, không phải là như vậy. Nếu mà chúng ta ăn như vậy, chúng ta có giỏi hơn Đức Phật chưa? Phải không? Và chúng ta ăn chay vậy, chúng ta có hơn con bò chưa? Con bò nó ăn còn giỏi hơn mình nữa, sao nó không thành Phật? Cho nên không có những quan niệm đó. Đức Phật đã từng ăn khắc khổ, Đức Phật đã từng ăn như vậy, mà Đức Phật có thành Phật không? Qua bao nhiêu năm trường khổ hạnh mà mỗi ngày ăn hột mè, hột gạo, có thành Phật không? Bén chết bên bờ sông Ni Liên Thiền nữa chứ thành, có phải không? Chúng ta phải thấy rất rõ. Và sau cái bát sữa nặng xu già ta, Đức Phật giác ngộ được rằng là khổ hạnh ép sát không phải là con đường đưa đến sự giác ngộ để đạt đạo. Và Đức Phật đã từ bỏ con đường khổ hạnh. Vậy bây giờ chúng ta đi lại với con đường mà Đức Phật đã từng xem thường, Đức Phật đã bỏ, Đức Phật cho nó là tà kiến. Mà bây giờ đi lại với con đường đó để chứng tỏ mình hay, mình tu và mình giỏi, ăn với muối cho mình hay, người khác ăn này kia kia nọ, ăn dở, bà ăn tàu hũ, bà ăn trứng gà, bà ăn này kia kia nọ, tôi ăn chay ăn với muối giỏi. Rồi mai mốt đem tiền cho bác sĩ. Có phải không? Tất cả những cái đó là chúng ta hết sức là tà kiến bậy bạ. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, chỉ cần vượt qua những cái đó là có rồi. Hai nữa, bây giờ tôi nói thêm những cái này tôi đã giảng có các bài giảng khác rồi, tôi không có lặp lại nhiều. Nhưng mà tôi muốn nói thêm một cái vấn đề nè. Khi tu hành hay là khi muốn làm thiện, muốn làm phước báo, tôi nói chỉ cần bố thí thôi, dễ hay khó? Dễ hay khó? Vô cùng khó. Bình thường mình đi ra ngoài chợ, mình mua một món đồ cho mình 10 triệu, 100 triệu, 20, 30 triệu, dễ hay khó? Dễ. Nhưng mà gặp người ăn xin móc 10 ngàn cho, dễ khó?
lật hoài sống thấy tở ngàn người ta. Có phải không? Cái túi thì nhóc tiền nhưng mà lật hoài kiếm ngàn không ra. Tôi nhớ hình như ngàn hôm tôi bỏ đâu đây nè, có phải không? Có phải không? Mình mua mình bao nhiêu triệu mình có suy nghĩ không? Không, nhưng mà muốn cho người 1.000 là không phải dễ. Rồi, có những khi mà chúng ta đi làm việc bố thí, chúng ta đi ban tặng chia sẻ, nhưng mà gặp những người thiếu ý thức. Những người thiếu ý thức họ nói những lời khó nghe, hoặc là những người chúng ta đã từng giúp đỡ họ hoạn nạn, họ lại phủi ơn, họ có những cái thái độ mà tiêu cực, họ nói những lời vô ơn với chúng ta, thì có những người lại bỏ cuộc trên con đường làm thiện. Hoặc là họ mới chỉ trích rằng là mình giúp cho họ mà còn họ còn gieo oán mình nữa, thậm chí họ làm khổ mình nữa, thậm chí họ còn chửi mắng mình nữa. Như vậy mình làm thiện để làm gì? Chán quá, bỏ cuộc. Và có những người cũng phàn nàn với tôi: thưa thầy, con từng làm thiện nhưng con lại không được cái phước quả gì cả. Con làm thiện mà trái lại con lãnh đủ những lời thị phi, những lời chỉ trích, những lời mỉa mai. Thậm chí những người con từng ban tặng họ cũng nói xấu con, họ cũng chỉ trích, họ nói này nói kia con. Cho nên giờ chán rồi không làm nữa. Tôi mới phiên các vị đó một câu: muốn làm thiện cũng phải là chuyện dễ, đúng không? Chúng ta làm thiện thường thường chúng ta cứ thấy mình là người ban ân, người ta là người thọ ân, cho nên ai nói gì mình thấy mình tự ái. Chứ nếu mình nói là họ là người ân của mình, nhờ họ mà mình được phước á, thì mình ít bao giờ tự ái lắm. Nhưng mà ai nghĩ được vậy? Mình ban ra cho người ta, mình thấy mình hãnh diện, mình thấy mình là người bố thí, người ta là người nhận mà. Tự thân trong lòng mình nó đã là như vậy. Cho nên những người nào có thái độ tiêu cực khó chịu là chúng ta tự ái liền, chúng ta giận liền, chúng ta sân si liền. Cho nên tôi có khuyên một cái cô đó, tôi nói như thế này: này cô, những người hoạn nạn khổ đau là những người thiếu phước. Vì những người thiếu phước cho nó, họ không suy nghĩ được thấu đáo mọi chuyện như người đầy đủ có phước. Nếu họ là người mà suy nghĩ thấu đáo, họ là người có phước, họ không cần cô ban tặng đâu. Những người khó khăn, những người nghèo khổ, những người vậy phần lớn do thiếu phước, nghiệp tạo họ như vậy. Nếu họ là người khéo léo, họ khôn khéo, họ biết tất cả mọi thứ, họ đâu có khổ đau như vậy. Các vị phải hiểu ngay cái chỗ đó. Nếu mình hiểu được như vậy, tự nhiên mình ban tặng cho người mà người có chửi vô mặt mình đi chăng nữa, mình cũng thấy thương họ. Tại sao vậy? Đúng là đời nghiệp chướng che đậy, không phân định được tốt xấu phải trái gì cả. Đầu óc không suy nghĩ được cái sự cao xa, chỉ cần quanh quẩn trong một cái món quà tặng vậy là đã tham tâm khởi lên thế này thế kia, bởi vì cái đầu của họ rất nhỏ trong cái phạm vi này. Xin thưa các vị, nếu các vị nghĩ như vậy, các vị đâu có sân, các vị đâu có giận, các vị cảm thấy thương họ hơn chứ các vị đâu có trách. Nhưng đằng này các vị trách là tại sao vậy? Các vị làm cho người mà các vị không hiểu người. Nếu một người giác ngộ Phật pháp phải hiểu ngay, biết rằng họ kém phước hơn mình, cho nên họ về ba nghiệp, về lời nói, về thân xác, về cái ý tưởng của họ làm sao khôn ngoan và tốt đẹp được như mình. Các vị có đi vô các cái trẻ mồ côi không? Các vị thấy đa phần 90 đến 99% những cái nơi mồ côi ít có đứa nào sáng sủa đẹp đẽ lắm, có phải vậy không? Cái này tôi muốn nói cái gì? Tại vì chưa đủ phước. Con cái của các vị như thế nào không biết, nhưng con cái các vị được chăm sóc, lúc nào so sánh với một đứa trong trại mồ côi bị bỏ rơi cũng vẫn có hào quang hơn rất nhiều, và đầu óc tốt hơn rất nhiều, ít tật nguyền. Còn phần lớn trong đó là những đứa tật nguyền, tật nguyền về thân xác mà tật nguyền cả tâm hồn. Như vậy tại sao như vậy? Những đứa này phước báo nó không đủ, nó mới rơi vào trong những hoàn cảnh là gặp những người cha người mẹ chưa đủ đạo đức để bảo vệ con, hay là sanh ra trong một hoàn cảnh nó trớ trêu như vậy, buộc lòng của họ phải như thế thôi. Vừa rồi có những chuyện giống như là trên báo đăng là sinh ra rồi bỏ mấy đứa nhỏ ở trong cái nhà vệ sinh đó. Đó, thậm chí những cái vậy. Chúng ta là người có phước báo, có tu, có học, chúng ta thấy cái đó làm sao bất nhẫn, chúng ta chắc lưỡi, chúng ta đau lòng. Nhưng những người rơi vào hoàn cảnh đó, họ có chắc lưỡi đau lòng giống như chúng ta không? Nghiệp cảm tất cả mọi người mỗi khác, cho nên tâm tư mỗi người mỗi khác. Một người có phước báo lớn, người ta không thấy quan trọng, người ta bỏ ra 5-30 triệu hay là 3 triệu gì đó, ta cúng dường, ta lo lắng cho ai đó, ta thấy ta vui mừng. Nhưng mà cái phước báo nhỏ, bỏ ra 10 đồng thôi là đã thấy khó chịu rồi, thấy đau rồi, ai gạt mình chừng ấy tiền mình có thấy tức rồi. Tất cả là tùy tâm địa của mỗi con người.
mà cũng là một cái đó, sự việc đó nó lại khác nhau trong suy nghĩ của mọi người. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng nghiệp che đậy là chuyện không đơn giản tí nào trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy một người muốn làm thiện làm phước, người khác ái ố, có nghĩa là cái đầu của người đó cũng bắt đầu có vấn đề. Một là phước báo của người đó đang bắt đầu có vấn đề ảnh hưởng, hai là tâm tư của người đó chừng ấy thì rất khó bề mà vươn lên được trong cuộc đời này để trở thành những người có thành đạt lớn. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng một người làm phước mà khi bị quá nhiều rào cản, phải tự trách rằng duyên mình chưa tròn đủ để thực hiện một cái hành động tốt mà được suôn sẻ. Cần phải làm phước nhiều hơn, mãnh lực nhiều hơn, và vượt qua những cái tự ái, tự ngã, kiêu ngạo, hay là những cái gì của bản thân càng phải mãnh liệt nhiều hơn. Phải vượt qua được chính mình như vậy mới có thể đi đạt được cái con đường nguyện vọng mà mình muốn thực hiện. Cái này là các vị phải để ý rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, tu tập là một quá trình chuyển hóa, phải tự nhận ra để tự thay đổi cho chúng ta. Mỗi một người trên cuộc đời này nó có cái ngưỡng chịu đựng khác nhau về sự thử thách. Ở đây căn bản nhất là tôi muốn nói với các vị là thử thách cái gì? Thử thách tài sắc danh thực thùy, những cái thử thách căn bản mà gọi là ngũ dục. Tôi muốn nói thử thách đó thôi. Tài là tiền bạc, phải không? Sắc là, bây giờ tôi nói là sắc hoa này không cần để ý, sắc nam sắc nữ cho nó chính xác để dễ mà chúng ta phân biệt trong việc này. Còn sắc thì nhiều thứ lắm. Tài sắc danh là những cái địa vị danh thơm và tiếng tốt. Thực là ăn ngon, thùy là ngủ kỹ. Lấy những cái này để làm thước đo cho cái ngưỡng chịu đựng của chúng ta. Từ từ tôi cho các vị ví dụ. Đầu tiên tôi nói tài đi, tiền bạc. Ở đây ai nói mình không tham đâu, đưa tay lên tôi coi. Vậy mà nói tu đoạn tham sân si. Mà hỏi ai không tham, không ai dám đưa tay hết. Nhưng mà cái này chắc có à. Ai chưa bao giờ ăn cắp đâu, đưa tay lên coi. Vậy những người không đưa đã từng ăn cắp à? Bây giờ anh hỏi một lần nữa nha. Ai chưa bao giờ ăn cắp trong cuộc đời đâu, đưa tay lên coi. Vậy là những người không đưa tay là giàu nhỏ, giàu lớn, giàu ít, giàu nhiều cũng đã từng ăn cắp, đúng không? Thậm chí mà lúc mình buôn bán người ta trả dư ra, mình cũng im lìm không nói lại, không thói người ta quên, mình cũng mừng, đúng không? Như vậy tất cả những cái đó là ăn cắp. Thì cái này nói chung là gom vào cái gọi là tham. Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này nếu các vị chưa phải là thánh, dường như không ai không tham. Nhưng mà mỗi một người, tôi muốn chứng minh vậy. Chúng ta thường thường chúng ta thấy mình không tham là vậy nè. Chúng ta đi đường thấy người ta gớt 100 ngàn, chúng ta cũng không bận tâm để lượm. Cái chúng ta thấy mình tốt không? Tốt, có nghĩa là mình không tham. Nhưng mà vì nó có 100 ngàn, cho nó 100 đô thử xem. Các vị hiểu không? Rồi, có những người 100 đô đâu có sao đâu, phải không? Gớt 100 đô không có nhầm gì, nhưng mà thử 100 triệu ấy. Các vị phải hiểu cái này không? Tôi mới nói với các vị là mỗi một người nó có cái ngưỡng về sức chịu đựng, về lòng tham. Có những người nó tầm thường, nó độ có 2000 bạc cũng tìm cách gạn ta, thì cái mức độ này tham quá rồi. Nó thấp, tại vì cái tâm hồn và đạo lý của người này nó chừng ấy, chỉ cần 2000 là họ có thể tự bán cái danh dự hay là tự dối trá với chính mình bằng 2000. Nhưng mà chúng ta đừng cười họ, mày dở quá có 2000, hay là mày vậy mà mày còn tham. Chúng ta lên lớp chúng ta dạy ha, tham là tật xấu nghe con, này kia cái nọ đi, ra đường đừng có ăn cắp nghe con, thấy tiền ta gớt này kia cái nọ này cái lượm trả người ta nghe con. Nhưng mà 2000 nó thì lượm trả người ta nghe con, nhưng mà 10 triệu thì lượm về cho má, có phải không? Tức là ở mức độ 2000 thì không có gì với chúng ta, nhưng lớn hơn cái đó thì cái ngưỡng của chúng ta đã vượt qua mức chịu đựng, thì bắt đầu chúng ta là như thế. Nhưng mà có những người 100 triệu không tham, không dao động, bình thường. Nhưng mà 1 tỷ thì lại khác à. Có người 1 tỷ không là gì, nhưng mà 10 tỷ hay 100 tỷ thì lại khác. Cho nên các vị lâu lâu các vị mới thấy là những vị làm lớn, thậm chí có chức phận, nhưng mà tại sao đi bán thông tin, thậm chí đi hại cái này cái kia, thậm chí bị mua chuộc cái nợ.
Các vị đừng suy nghĩ không ai là thánh cả. Vì vậy một người làm ở một mức độ thanh liêm thì tôi chấp nhận thanh liêm, hay là con người chúng ta cao thượng cũng tôi chấp nhận cao thượng. Nhưng mỗi một người cao thượng đến mức độ nào? Có người cao thượng 100 triệu thôi chứ hơn nữa là không cao thượng được. Có người cao thượng đến 1 tỷ thôi nhưng mà không thể cao thượng hơn nữa được. Ở đây là tôi muốn nói các vị cái gì? Như vậy đôi khi các vị thấy là có những hoa hậu, có những người có danh phận trong cuộc đời, tại sao làm những cái việc mà đôi khi chúng ta thấy, ủa sao nó thường quá vậy? Cái đó không phải thường. Cái kết quả thu nhập là một vấn đề quyết định. Như vậy ở đây mỗi con người có những khi họ không lại làm những chuyện thường. Họ đâu bao giờ họ đem thân ra họ trao cho những người thường. Nhưng họ phải trao cho những cái trên thường đó. Tức là cái ngưỡng họ phải trên cái đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Con người chúng ta là những người tu tập cũng vậy. Đừng chủ quan với bản thân mình. Một thầy tu cũng vậy, phải không? Một thầy tu ở một mức độ nào đó, chúng ta đã có sự tu tập cho nên chúng ta kiềm chế hoặc là chúng ta đào thải được. Nhưng mà những cái món lợi đôi khi cao hơn thế nữa, biết chúng ta có giữ trọn được lòng tu hay không. Đây là chuyện đương nhiên của đời người, nó là như vậy. Tùy vào mức độ tu tập, đào thải, làm chủ và chuyển hóa, để chúng ta nâng lần cái ngưỡng của chúng ta về sự cám dỗ và các thử thách của cuộc sống bên ngoài, hay là những cám dỗ của đời tu, hay là cám dỗ trong cuộc đời của các vị. Đó là từ các vị tu tập và tự luyện lấy. Không ai làm giùm cho các vị được điều đó. Tôi không làm được, Phật không làm được, mà các vị tự nương theo lời Phật dạy. Các vị tự làm được, chứ ai làm được các vị điều đó. Các vị thấy là như vậy. Cho nên á, có những điều đừng vội thắc mắc, hay là đừng vội chỉ trích người ta. Trên nguyên tắc cuộc đời chưa là thánh thì đừng cười với bất cứ chuyện gì. Đời người ta nói câu sao? Cười người chớ, chớ vội cười. Cười lâu, cười người hôm trước hôm, hôm sau người cười. Đây là chỗ này. Chúng ta cần nên mở rộng lòng và thông cảm, hay là giúp người ta chuyển hóa. Cái này hay hơn là mắng mỏ và chỉ trích. Nhiều khi con chúng ta sai lầm, chúng ta cứ chửi tưới nó thôi, chúng ta cứ biết la nó thôi, nhưng mà chúng ta không bao giờ dạy con cái cách nào để chuyển hóa. Cái ngưỡng của nó đang là ở như vậy, thì bây giờ làm gì bây giờ? Phải giúp cho con mình làm sao nhận thức được điều gì để cái ngưỡng hơn cái đó. Bây giờ con mình đi ăn cắp người ta 10.000, phải thấy rằng con mình nó thấp quá. 10.000 là đã làm cho con mình phải gian dối rồi, thì làm sao giúp cho con mình đạo đức nó phải tăng lên, nó phải lớn hơn nữa. Mình thấy như vậy, nếu 10.000 nó đã lấy thì cái giống gì trên cuộc đời này nó không lấy. Các vị phải hiểu là như vậy. Thì ở đây từ cái đó nó giúp chúng ta nhận thức có cái cách để giúp con mình và giúp chính mình. Đôi khi bây giờ mình la con mình 10.000, chứ bản thân mình biết đâu chừng 10 triệu coi mình có làm chủ được hay không. Rồi lúc đó ai la? Ở đây phải suy nghĩ. Tu học là như vậy. Cái đó là tôi mới nói là chứng đề tài thôi. Rồi sắc chẳng hạn. Sắc là những tình dục, những nhu cầu trong cuộc đời về sắc nam sắc nữ. Các vị nên nhớ rằng tất cả mọi người chưa chắc rằng ai là người hay hay dở cả. Những người sống thủy chung hay là những người sống từng ngoại tình, cái đó tùy cái ngưỡng của mỗi người thôi. Có những người trong hoàn cảnh nào đó họ sẽ thể hiện được sự trung trinh hay là sự thủy chung một cách rất tuyệt vời, nhưng mà lại có những lý do và hoàn cảnh khác nó hơn cái sức chịu đựng của họ rồi, thì đòi hỏi phải làm sao để cứu lấy được vấn đề là sự khôn ngoan của chúng ta. Cho tất cả chúng ta là một người phàm, chứ không phải là thánh. Thành ra ở đây tránh duyên là một trong những vấn đề quan trọng, và tu tập để nâng cao cái ngưỡng chịu đựng của con người của mình là điều quan trọng nếu chưa thành thánh. Như vậy đạo đức, danh dự, tất cả mọi thứ về tiếng thơm, về mặt tự ái, về sĩ diện, tất cả cái này chúng ta phải quân tập cho nhiều. Những cái này đôi khi nó giúp chúng ta về mặt tự ái cá nhân, hay là tự tin bản thân, hay là danh dự, địa vị xã hội. Tất cả cái đó về mặt tương đối, nó có thể giúp chúng ta giữ được mình. Cao hơn nữa, chúng ta có thể giữ giới theo lời Phật dạy. Chúng ta nhận ra là mình là người Phật tử hay là như thế nào, cần phải sống theo lời Phật dạy. Được như vậy thì quá tuyệt vời, nhưng rất khó. Các vị phải biết là như vậy. Cái sự cám dỗ về tình ái trong cuộc đời là chuyện không nhỏ. Chuyện này nó xảy ra hàng ngày như là chuyện ăn cơm bữa. Bởi vì nó là cái bản chất trong mỗi con người đều có. Cái tham nó còn tế nhị ở chỗ một góc độ, chứ dường như cái tình nó rất là dễ thổ lộ trong mọi trường hợp. Và vì vậy ở đây tất cả chúng ta
Khi tu tập phải nhận ra được những điều đó và biết mình cần nên làm gì. Đây là điều quan trọng với chúng ta. Xin thưa với các vị, những người sống có niềm tin, có danh dự với người thân là vợ, là chồng, hay là có danh dự về xã hội, họ giúp cho người này vượt qua được những sự cám dỗ của tình cảm nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta đừng vô tình thử với lửa, không? Trên cuộc đời này người ta nói là thử với lửa, dù vô tình hay cố ý đều phải nóng. Vì vậy thấy khi nào mình không chắc ăn thì mình nên hạn chế và tạo cái khoảng cách lấy, để tự bảo vệ hạnh phúc của mỗi con người, hay là bảo vệ niềm tin và tự trọng của bản thân. Đây là sự khôn ngoan của mọi người. Đừng có chủ quan về điều đó. Chúng ta không phải là bậc thánh, phải không? Nhưng mà ngày xưa cổ đức đã cho chúng ta những cái bài học quan trọng. Tôi có đọc trong Cổ Học Tinh Hoa, có nói về câu chuyện của tể tướng Yến Anh, phải không? Yến Anh là một tể tướng của nước Tề. Nhưng mà các vị biết rằng trong cái quá trình mà ông có vợ bà già, mà ông chỉ sống có một vợ một thôi, mà cái thời xưa mà ai làm quan là năm thê bảy thiếp lận, mà ông đặc biệt là ông có một vợ mà ông không cưới vợ khác. Thì một hôm đó vua của nước Tề á là mới đến mới gặp ông, mà ông vua này có một đứa con gái, tức là công chúa, còn tuổi trẻ mà lại xinh đẹp nữa. Thì khi đến nhà Yến Anh chơi mới thấy là Yến Anh là có vợ mà vừa già vừa xấu. Cho nên nhà vua mới nói: này Khanh, Khanh là làm quan trong triều mà có vợ vừa già vừa xấu, bây giờ trẫm có một đứa con gái vừa trẻ vừa đẹp, trẫm muốn cho nó về hầu Khanh, Khanh nghĩ thế nào? Thì lúc đó Yến Anh mới đứng lên, mới giái vua hai giái, xá vua đó, mới nói rằng là thật sự á, nội thị của tôi từ ngày xưa hồi lúc mà tôi cưới cũng là trẻ và đẹp, và thời điểm đó con người ai cũng có lúc già và xấu, đó là quy luật. Mà lúc trẻ nội thị tôi đã tự gợi gắm cho tôi là mai này sẽ bảo bọc vợ tôi cho đến khi cả già và xấu, sống như vậy mới trọn đạo. Thì tôi đã hứa với vợ tôi rồi, nỡ nào đại vương lại hay là vua lại để cho tôi cũng phải là thất hứa và trở nên cái người mà bất nghĩa với vợ tôi. Và nói như vậy, Yến Anh từ chối cái sự hiến tặng một cái đứa con gái vừa trẻ vừa đẹp của vua nước Tề. Xin thưa các vị, đọc qua câu chuyện này, đôi khi chúng ta có cảm nghĩ rằng đây là chuyện chắc của người xưa, chứ còn thời nay mà như vậy là khó, phải không? Ý là luật pháp mà không cho phép, luật pháp chỉ quy định có một vợ một chồng đây, mà nó còn mèo đồng gà chó tùm lum, còn huống chi mình nếu thừa nhận như vậy thì rất là khó để giúp chúng ta bảo vệ cái sự danh dự và thủy chung cho mỗi cái đôi vợ chồng. Nhưng mà nói như vậy để chúng ta thấy được rằng là mỗi con người nó có cái gì đó để giúp chúng ta giữ được cái ngưỡng của bản thân mình. Đây là điều quan trọng. Cho nên ở đây các vị thấy cái việc tu học là những việc cần thiết trong cuộc đời của chúng ta. Nhờ tu học để giúp chúng ta nhận ra được những cái mặt hạn chế của bản thân chúng ta như vậy, thì tất cả những cái còn lại, tài sắc danh thực tùy, cái đó chúng ta phải tự quán chiếu tư duy, và để chúng ta tự chiến thắng với chính mình, để gọi là vượt qua với chính mình, vượt qua những cái tiêu cực, vượt qua những hạn chế, vượt qua những tham sân si, vượt qua những tật xấu, vượt qua những cái hèn nhát yếu đuối và tất cả những cái mặt hạn chế của bản thân. Làm sao con người chúng ta đừng để cho những cái xấu đó nó xâm lấn chúng ta. Và có những con người khi rơi vào những tình trạng mà rơi vào những cái mà làm xấu, mà chúng ta rất là vô tình, đôi khi chúng ta không nhận ra được rằng đó là những cái việc mà để dẫn dắt chúng ta từ lần đến những cái con đường nó nhiều cái tội lỗi, hay là nó là có những cái nó không hay. Xin thưa với các vị, chúng ta phải tự tỉnh giác lấy chính mình để nhận ra những điều đó. Cần thiết nhất trong cuộc đời phải biết ta là ai, con người chúng ta yếu đuối với cái gì, yếu đuối với tài sắc danh thực tùy, yếu đuối với cái nào, và cái nào là cái chi phối chúng ta mạnh nhất. Phải tự biết ra mình như vậy, để không khéo chúng ta vô tình giẫm đạp lọt bẫy vào trong cái sự sai lầm, mà bao giờ sai lầm rồi chúng ta mới hay. Chúng ta phần lớn là một chúng sinh, cho nên bao giờ trả quả báo chúng ta mới thấy khổ, chứ còn gieo nhân đôi khi chúng ta chưa biết. Và vì vậy tôi muốn nói là có những người nên tự nhận mình ra những mặt hạn chế, để tự giúp con người mình vượt qua những cái thử thách cám dỗ thông thường. Đó là đừng để cho cái tính ác nó lấn dần tính thiện của chúng ta.
một cách vô tình. Tôi kể câu chuyện này cho các vị, đây là một câu chuyện thật. Hơn một năm về trước thì có một vị này đến tìm tôi và trao đổi. Anh cũng lớn rồi, năm nay với sự trao đổi thì tôi biết rằng anh khoảng trên 40. Và sau khi trao đổi với tôi mới biết rằng xưa kia anh là một cảnh sát hình sự. Và trong đời làm nghề cảnh sát của anh đã từng tử hình 3 người. Nhưng mà gia đình anh là đạo Phật, má anh là một Phật tử thuần thành, cho nên là can gián từ hồi lúc mà anh vào nghề và anh đã làm chuyện đó. Anh mới nói đây là anh thực thi theo luật pháp chứ không phải anh muốn giết người. Thì má anh mới thấy cảm rằng là mặc dầu thực thi theo luật pháp nhưng mà cái việc đó bà thấy cái gì đó không ổn trong cái nghề nghiệp của con, cho nên bà mới khuyên con à, nên chọn một nghề khác đi, con làm vậy má không có an tâm đâu, mai này cuộc đời còn dài nữa. Nhưng mà thật sự anh nói với má thì nói như vậy, nhưng anh nói mỗi một lần thi hành án xong anh cảm thấy lương tâm nó có gì nó rai rứt. Cho nên mỗi lần trước khi thi hành án, mỗi một người phải uống một cốc rượu. Anh kể với tôi là như vậy. Và trong quá trình làm như vậy, anh cũng có nói một vài cái việc mà cái nghiệp vụ của anh. Thì anh mới nói là sau đó anh làm, anh cảm thấy ăn năn và hối hận, nó mặc cảm quá. Cuối cùng anh bỏ nghề, mười mấy năm anh đã đi vào một con đường khác, đó là làm kinh tế. Nhưng mà khi đi làm nghề kinh tế rồi, nó vẫn bị ám ảnh bởi những hành động trong quá khứ của mình. Anh mới hỏi với tôi rằng, tức là nhờ quá trình vợ ảnh nghe những bài giảng tôi và ảnh nghe được những cái lời giảng đó, ảnh mới quyết lòng ảnh đến tìm tôi và ảnh mới nói như thế này: ảnh làm như vậy là có tội hay không? Tức là ảnh nói là ảnh thực thi cái việc đó theo luật pháp, anh không làm thì người khác cũng làm, mà ở đây là những người đáng tội phải xử. Thì anh nói là việc đó theo thầy, thầy suy nghĩ như thế nào? Thì tôi mới nói với anh rằng là anh làm cái này là không có vi phạm luật pháp, tức là anh là người thực thi công lý theo sự chỉ đạo và cái gì đó của luật pháp của cuộc đời thì anh cứ làm. Nhưng mà thầy muốn nói với anh một điều là anh đã tự chiến bại với lương tâm của mình. Còn tội hay không tôi chưa có nói. Thì tôi mới đưa ra một thí dụ. Tôi nói tại sao mà tôi nói với anh là chiến bại với lương tâm. Tôi nói với anh nè, một con gà mọi người đều cũng cắt cổ, có vi phạm luật pháp không? Anh nói với tôi là không có vi phạm luật pháp. Như vậy tôi hỏi anh là có phải rằng ai cũng có đủ can đảm để cắt cổ gà không? Đúng không? Bây giờ cắt cổ gà là không vi phạm luật pháp, nhưng mà đâu phải ai cũng làm gà được. Tôi nói thật với các vị, không phải là không có sức mạnh để làm, không phải không đủ sức để làm, nhưng không đủ nhẫn tâm để làm. Tức là với một cái sự lòng từ hay là cái sợ hãi gì đó, không đủ can đảm để mà cầm tay cắt cổ con gà. Chúng ta cảm thấy cái gì nặng nhọc cách mấy cũng làm được, nhưng mà cắt con gà đơn giản, nhưng mà lương tâm chúng ta có vượt qua được hay không? Như vậy tôi nói với anh là chỉ cắt cổ một con gà mà không có bị luật pháp kết án, không mang tội với luật pháp, nhưng có người làm được, có người không, và rất nhiều người không. Tại sao vậy? Và như vậy tôi nói với anh rằng anh thực thi hành động đó, anh không có vi phạm luật pháp, anh là người thực thi theo sự chỉ đạo hay là anh làm theo thực thi công lý, cái việc anh không có tội. Nhưng anh nghĩ rằng ai cũng có khả năng hay là ai cũng đủ cái can đảm để làm điều đó hay sao? Và tôi nói ra dường như anh tỉnh cái gì đó. Tôi không muốn can thiệp sâu vào trong cái chuyện riêng của mỗi người, nhưng tôi chỉ phân tích rằng là ở một mức độ nào đó, tự mình phải vượt qua được lương tâm của chính mình mới làm được điều đó, cho dù là mình không bị luật pháp gì hết. Cái này đâu phải là ai cũng làm được chuyện như vậy đâu. Thì tôi mới nói rằng chính vì chỗ đó cho nên mặc cảm tội lỗi nó dương vấn với anh là chuyện đương nhiên. Và sự thật, quy luật của nhân quả đó là cái chuyện tôi không giải thích được vấn đề này. Tôi cũng không muốn can thiệp sâu, nhưng trên nguyên tắc rằng tôi chỉ nghĩ về mặt đương nhiên, về hiện thực, về tâm lý, chứ tôi không có muốn nói sâu cái vấn đề nghề nghiệp của mỗi người. Cái việc đó nó là như vậy. Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng nhìn nhận về góc độ tu tập, chúng ta cũng phải hiểu ra được cái điều này, cũng phải thấy rất rõ nó là như vậy.
Và nếu nhận được như vậy thì bắt đầu chúng ta phải có cái cách gì để vận dụng tu tập lời Phật dạy đây? Đây là một vấn đề quan trọng. Cho nên ở đây, để là một con người, chúng ta ai cũng là một con người hết, nhưng một con người như thế nào sống có giá trị, ý nghĩa với bản thân mình, với người thân và với cuộc đời mình hay không, tùy vào suy nghĩ của mọi người. Có mọi người quá xem thường con người của mình và cuối cùng sống chẳng có ý nghĩa gì hết. Có những người thiếu lòng tin về bản thân mình cho nên cuối cùng buông trôi cuộc đời. Có những người ở đây chúng ta sống như thế nào, ở một mức độ ích kỷ này kia kia nọ, chỉ sống biết cho bản thân mình mà không cần đến sự hạnh phúc khổ đau người khác. Tùy suy nghĩ của mọi người. Dòng đời là một quy luật xoay chuyển, cái gì rồi tất cả chúng ta cũng kinh qua. Và như vậy một người giác ngộ nhận thức được tất cả mọi thứ trong cuộc đời, cái gì cũng vô thường, thành bại được mất vô thường, giàu có danh thơm tiếng tốt, tất cả mọi thứ vô thường, tiền tài sắc lực, tất cả mọi thứ vô thường. Và nếu muốn bảo vệ được nó, chúng ta bảo vệ cách nào? Chúng ta phải dùng sức mạnh để bảo vệ được, cũng không phải dùng kiêu ngạo để bảo vệ được, cũng không phải dùng bất cứ một cái còng trói nào để có thể là cột trói để giữ nó lại được. Tất cả mọi thứ nó đều tồn tại theo duyên, mà cái duyên đó nó dựa vào cái gì? Dựa vào phước báo của mỗi người chúng ta. Vì vậy ban tặng cho người vượt qua được những lỗi lầm và thử thách của tự thân, đó là những con người có đạo đức và có ý chí vươn lên. Chúng ta có thành thánh hay không, đó là chuyện của ngày mai. Quan trọng nhất, chúng ta chỉ thành một con người làm sao sống cho ra con người cái đã, sống với đạo lý của một con người. Cho nên ở đây tôi nhớ cái câu nói của Khổng Tử là Vi nhân nan, làm người khó. Hồi lúc còn bé tôi cho Khổng Tử nói câu tầm thường. Một cái người gọi là một bậc thánh mà nói một câu này ai cũng biết, và nói câu ai cũng là người, mắc gì nói dư thừa. Đúng là cái thở ếch ngồi đáy giếng, cái thở xem bầu trời bằng cái dung, tức là lúc chưa trưởng thành hiểu biết. Sau khi trưởng thành hiểu biết rồi mình mới nói là bậc thánh mới nói được câu này. Làm người, tất cả chúng ta ai cũng là người, nhưng mà ra con người với đạo lý, làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con gì đó, với đạo lý người thầy, người trò, người chủ, người tớ gì đó, với đạo lý cho xứng đáng với từng cương vị một, để ra con người như vậy dễ hay khó? Khó vô cùng. Con người thì ai cũng con người, mà sống ra con người để có cái nết, để có cái đạo đức, để có đạo lý, để sống đừng làm khổ đau người thân, đừng làm khổ đau xã hội, không phải là một chuyện dễ. Như vậy tu tập là một cách thức để giúp chúng ta vượt qua những rào cản mà hạn chế của bản thân, vừa hoàn thiện về bản thân mình để trở thành một con người tốt, một công dân trong một đất nước, một người Phật tử tốt trong đạo pháp, và một thành viên tốt trong gia đình với cương vị chồng, vợ, cha, mẹ, con cái gì đó. Với trong mọi nơi chúng ta hãy sống cho xứng đáng với giá trị của con người mình. Bên cạnh đó, vượt qua những cám dỗ của tự thân, phải làm sao nâng cao đi cái khả năng chịu đựng của mình về mặt thất bại, về mặt khổ đau, về những mặt thử thách, về những thị phi, về những rào cản yếu đuối nhát nhúa, tất cả mọi thứ gì đó phải cố luyện tập cho mình để vượt qua tất cả những thử thách đó, để tự hoàn thiện, để đi đến mục đích và nguyện vọng của con người mình. Sống như vậy mới có bản lĩnh. Còn người Phật tử tu tập cần phải vượt qua những sự cám dỗ, những nhân quả thông thường để đạt được mục đích cuối cùng của một con người. Nếu các vị muốn về Tây Phương Cực Lạc, hay là các vị muốn giải thoát ở tương lai, và quan trọng nhất là cuộc đời làm sao chúng ta mỉm cười trước khi chúng ta ra đi là điều quan trọng. Chúng ta khóc khi chúng ta chào đời, nhưng mà chúng ta mỉm cười khi chúng ta ra đi. Có một triết gia ông nói là khi lúc tôi chào đời tôi khóc và mọi người cười, và làm sao trước khi tôi nhắm mắt tôi cười và mọi người khóc. Câu này nói đơn giản nhưng không dễ tí nào. Bởi vì có những người chết người ta còn mừng nữa. Mày chết đâu, chết hắt cho rồi đi, để thiên hạ người ta có đất sống, người ta được an ổn, đúng không? Tức là chúng ta chết mà không ai khóc, mà người ta mong rằng chúng ta chết hoặc thiên hạ trù chúng ta chết là chúng ta sống vô nghĩa rồi đó. Như vậy mai này làm sao chúng ta cười để mọi người khóc được? Những người làm tội ác quá nhiều trên cuộc đời không thể nào cười trước khi chết được, điều đó là điều đương nhiên. Mà những người nào làm tội ác quá nhiều đều khóc, đều khổ, đều la lối, đều quằn quại trước khi ra đi cả, bởi mặc cảm tội lỗi, bởi cận tử nghiệp, bởi những hối hận
giày xéo tâm hồn của mình là điều này không tránh khỏi. Vì vậy những người này không thể mỉm cười khi ra đi. Cho nên những bậc thiền sư, những người tu chứng đạo, những Phật tử tu hành, những người nào sống tốt trên cuộc đời, đã từng đóng góp cho đời, cho đạo, cho quê hương, đã từng sống tốt cho người thân, chúng ta mãn nguyện và hài lòng với những chuỗi ngày mình đã sống, vì không làm khổ bất cứ một ai. Sống tròn nghĩa vụ của một con người, làm sao không cười trước khi ra đi được. Và những con người như vậy, nếu ra đi thì thiên hạ phải khóc thôi, vì thiên hạ tiếc bởi một người tốt, bởi một người sống ý nghĩa mà ra đi. Như vậy người ta nói một câu đơn giản mà không dễ gì làm. Tôi sinh ra đời á, tôi khóc và thiên hạ cười, tức là sự có mặt của mình là niềm hạnh phúc an vui cho tất cả mọi người. Cái sự có mặt đó cũng như Đức Phật vậy đó, nhưng mà ai làm được ở một mức độ nào, giàu là một niềm vui trong một cái gia đình, trong một xã hội. Hãy để thiên hạ cười với sự có mặt của mình trên cuộc đời, và để thiên hạ liếng tiếc khi sự vắng mặt của mình. Như vậy ở đây nói khác hơn là nếu chúng ta có ở một nơi nào thì làm sao làm được điều tốt cho đời, cho xã hội, cho cộng đồng mà nơi chúng ta đang sống. Thì mai này chúng ta có dời nhà đi chỗ khác, mai này chúng ta hết duyên ở nơi đó, chúng ta ra đi trong niềm xúc động thương tiếc của tất cả mọi người, như vậy chúng ta nên sống. Còn chúng ta ra đi mà thiên hạ mổ heo ăn mừng đó, trời đất á, cái chuyện đó không có cái gì để gọi là hạnh diện cả. Cái quan trọng nhất là chỗ này. Cho nên hôm nay trong cái bài giảng vượt qua chính mình, tôi muốn nói với tất cả các vị hai ý. Ở chỗ vượt qua với những phiền não, những tham sân ngã mạn ích kỷ của chính bản thân mình. Bên cạnh đó về đời thường, chúng ta vượt qua những cái sự thử thách, những sự yếu đuối, những cái gì đó lo lắng sợ hãi, không tự tin vào bản thân, phải cố gắng vượt qua tất cả những cái này để giúp chúng ta lúc nào cũng làm chủ trong mọi tình huống, để làm một con người có thể thành đạt trong từ một phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, và sống một cuộc đời làm sao có ý nghĩa trên cuộc đời, để mai này chúng ta ra đi hay thậm chí chúng ta có chết, tất cả mọi người đều khóc tiễn đưa chúng ta. Chúc các vị một ngày cuối tuần an lành, hạnh phúc và sự cát tường như là vậy. Và mời các vị chúng ta khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.